One, two, three. Không phải là một nhân vật minifigure, mà đây là một cái găng tay vô cực. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Toy Channel của mình. Hôm nay chúng ta sẽ quay lại với chủ đề về Lego và tiếp tục là những cái gói Blind Box này các bạn. Đó, với những cái gói Mystery Box này thì chúng ta sẽ có những cái con Lego ngẫu nhiên với giá chỉ 10k các bạn. Và có lẽ đây là một video cuối cùng về những cái gói Mystery Box này ha. Vì ở ngay cái cửa hàng mà mình mua đã hết hàng đó các bạn, và người ta cũng không biết khi nào mà nhập về nữa. Ok, và bây giờ mình cũng đã tìm được 15 gói. Đáng làm một cái video cho các bạn xem coi. Hôm nay chúng ta sẽ săn được những nhân vật minifigure gì ha. Và tất cả những nhân vật ngày hôm nay mình cũng sẽ làm một cái giveaway để tặng lại cho tất cả những bạn là thành viên của Toy Channel đã đăng ký kênh nha các bạn. Rất là nhiều bạn yêu cầu mình làm về một cái set Lego Ninjago lớn. Ok, thì trong tuần sau mình sẽ ra một set như thế cho tất cả các bạn ha. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến với những cái gói đầu tiên của ngày hôm nay nào. Các bạn đang xem video hãy cho mình một like, một nút đăng ký kênh để sớm đạt cột mốc 100.000 sub nha. Cũng như là tăng nhân phẩm để ra những cái nhân vật đẹp trong ngày hôm nay các bạn. Gói đầu tiên nào. Let's go. Gói này khá là nặng, không biết nhân vật gì trong đây đây. 1 2 3. Hình như là một nhân vật trong Ninjago Golden Lloyd đó chứ. Em này thì hơi nhiều phụ kiện nha các bạn, để mình lắp ráp đây nè. Nào là giáp nè, nào nón nè, rất là nhiều luôn. Nào là thanh kiếm rồng nữa các bạn. Nếu mình không lầm đây là nhân vật Master of Golden Dragon đó các bạn, trong trang phục hoàng kim vàng từ trên xuống dưới hoàn toàn nè. Rất là đáng tiếc những cái phần màu vàng này không được trang bị màu gold metallic lấp lánh ha. Nếu mà màu gold metallic lấp lánh thì em Golden Master Dragon này chúng ta đẹp hơn rất là nhiều luôn các bạn. Đây là thanh kiếm làm từ xương rồng nè, bộ giáp rồng nè. Thì mình nhớ thì trong cái season này các bạn có rất là nhiều cái set Lego sẽ phân chia ra những cái bộ mảnh giáp này ra thành nhiều cái phụ kiện trong nhiều set khác nhau á. Đó thì mình cũng đã có ráp ở trong những cái season này rất là nhiều rồi ha. Những các bạn nào chưa xem có thể xem lại những cái video đó nha các bạn. Ok, nhân vật đầu tiên của ngày hôm nay đó các bạn. Cái gương mặt hình như là bị lỗi các bạn. Thì cái hàm râu thì nó lòi lên đây luôn nè, nó hơi lỗi một tí xíu ha. Ok, không sao, chỉ có mức giá 10k mà các bạn. Chúng ta đến chiếc gói thứ hai của ngày hôm nay. 1 2 3. Nhân vật nào tím lệm tìm sim đây? Oh my god. Nếu mình không lầm đây là một cái nhân vật ở trong phim Sicko 7 đó bạn. Sát thủ lưỡi kéo ha. Rất là đẹp luôn. Chúng ta thấy nè, thanh gươm katana có những cái họa tiết màu tím ở trên đây nè các bạn. Chiếc khăn chùm đầu và chiếc áo choàng phía sau bám rất sát vào nhân vật ở trong phim luôn nha. Không biết bạn nào là fan của cái dòng này không? Thật sự phim hoạt hình này thì mình chưa coi, mình chỉ mới tìm hiểu đó các bạn. Nhưng mà nhân vật của minifigure chúng ta quá là đẹp. Rồi cho các bạn coi khi mà tháo nón ra nè. Ok, đội nón vô thì ngầu hơn rất là nhiều. Cho các bạn xem cận cảnh lại Sicko 7 lần nữa đó bạn. Các bạn coi thấy những cái họa tiết, những cái bản hình đó. Rất là đẹp luôn, không có gì để chê ở chất lượng những em minifigure 10k này của chúng ta các bạn. Sau lưng nè, có cái áo, có một cái dấu hiệu gì đó các bạn. Ở phía trong đây vẫn có nha. Ok, nhân vật thứ hai của ngày hôm nay đó các bạn. Ba của ngày hôm nay nào. 1 2 3. Nhân vật là quen được quá ta. Hình như đây là Super Mario các bạn. Không sai lầm gì nữa các bạn. Đây là nhân vật Super Mario, một nhân vật chính trong trò chơi do Nintendo phát triển các bạn. Đây là một cái trò chơi kinh điển của thế hệ 8X và 9X ha. Như mình các bạn, ở cái đồ họa 8X thì không có đẹp lắm, nhưng mà ở những cái trò chơi hiện tại thì Super Mario được đồ họa theo phong cách 3D các bạn. Rất là đẹp, rất là hiện đại luôn. Hồi xưa nó bị mê trò này, ngồi cả tiếng đồng hồ để giải cứu công chúa các bạn. Ok, nhân vật thứ ba của ngày hôm nay đó các bạn. Đúng là trò chơi Lego bất ngờ mà. Ta đến chiếc gói thứ tư nào. 1 2 3. Nhân vật gì tiếp theo sẽ xuất hiện đây? Đây là nhân vật gì đây? Thor hả cha? Đây là nhân vật Aquaman, đế vương Atlantis do DC phát hành đó bạn. Đây cũng là một nhân vật siêu anh hùng ha. Nhưng mà cái điểm là mình không thích đó là cây mà đinh ba đó bạn. Một cái vũ khí mà tượng trưng cho Aquaman nhưng mà được làm khá là ngắn đó bạn. Không hiểu tại sao thêm một khúc như thế này đẹp hơn mà nhà sản xuất lại không làm ta. Các bạn nhìn nè, Owen chúng ta được làm rất là chi tiết luôn. Phần tóc có những cái phần mà màu bạc bạc ở đây nè các bạn. Làm cũng rất là giống trong phim luôn ha. Cho các bạn coi 360 độ nhân vật Aquaman của chúng ta. Và nhân vật này của chúng ta có hai biểu cảm gương mặt các bạn. Một biểu cảm gương mặt là bình thường và một biểu cảm gương mặt là giận dữ nha các bạn. Ok, nhân vật thứ tư của chúng ta ngày hôm nay, một nhân vật đến từ vũ trụ điện ảnh DC các bạn. Ở trong những cái gói lần này có một chiếc gói rất là dày luôn các bạn, và nó nặng luôn ha. Không biết đây là phải là một phiên bản limited đâu các bạn. Và mình sẽ mở ra cho bạn coi. Vì cho trên những cái chiếc gói này các bạn nhìn thấy những cái nhân vật chấm hỏi này không? Đó là những cái nhân vật bí ẩn các bạn. Và đây là một bí ẩn thứ 5 tiếp theo trong video của ngày hôm nay. 1 2 3. Nguyên một cụm vậy ta, giống như một cái chiếc xe mô tô vậy ta. Đây là nhân vật Sonny Blade, biệt danh là Ghost Rider các bạn. Một cái bộ truyện tranh comic của Mỹ được Marvel chuyển thể thành phim ha. Một bộ phim rất là hấp dẫn luôn các bạn. Và ở trong đây không quên kèm một cái chiếc xe mô tô có những cái bắc lê trong suốt tượng trưng cho hiệu ứng lửa các bạn.
Ok, đây là một cái set mà mình thấy bự nhất từ đó đến giờ. Đó đến giờ mình tưởng là chỉ có những cái mini finger thôi chứ. À dạ, ở đây Rush Rider của chúng ta có hẳn luôn một chiếc motor nha các bạn. Và chiếc motor này chạy cũng khá là trơn tru các bạn. Đó, chỉ là hai bánh cho nên khó giữ thân bằng ha. Nhưng mà ok, những chiếc bánh xe này quay cũng rất là mượt luôn nha các bạn. Một cái nhân vật thứ năm, bất ngờ thứ năm của các bạn, Rush Rider. Chúng ta đến nhân vật thứ sáu ngày hôm nay. Các bạn like video chưa các bạn? Mình rất là sợ trùng luôn nha. 1, 2, 3, đừng trùng nào. Ủa, nhân vật này ma mị giống Ghost Rider vậy ta? Hay là đây là một cái dạng khác của Ghost Rider ta? Để mình ráp thử lại coi nào. Wow, nếu mà không lầm thì đây là một nhân vật trong phim hoạt hình Coco, Cuộc Hội Ngộ Diệu Kỳ các bạn. Đây là một bộ phim do Pixar và Walt Disney đồng sản xuất ha các bạn. Và đây là nhân vật Miguel, cũng là một nhân vật chính. Cậu đã khởi đầu cho chuỗi sự kiện liên quan đến những bí ẩn của thế kỷ các bạn, dẫn đến một cuộc hội ngộ đầy bất ngờ và bất thường với những cái thần tượng của cậu ha. Đây, Miguel, gương mặt đầy ma mị, chiếc đàn guitar quen thuộc và chiếc áo jacket nè các bạn, màu đỏ sọc bạc nè. Đó, rất là giống trong phim hoạt hình luôn, các bạn có thể nào mà bấm lên và coi ha. Đó, và chúng ta sẽ biết ngay đây là nhân vật đó các bạn. Ok, nhân vật thứ 6 ngày hôm nay là một nhân vật thuộc phim hoạt hình các bạn. Không ngờ hãng này lại chuyển thể những nhân vật từ phim hoạt hình sang Lego nhiều đến vậy. Chiếc áo thứ 7 của ngày hôm nay nửa chặng đường đó các bạn, rất là nhanh luôn các bạn. Mong nhân vật trong cái gì xuất hiện nè, Ninjago, Marvel hay là một cái thể loại nào đó rất là lạ nào. Ninjago các bạn ơi. Đây là nhân vật General Vest, đại tướng Vest các bạn, ở trong Ninjago ha. Nhưng mà trong season mấy thì mình quên mất rồi. Hình như mình có ráp một cái bộ đó là lâu đài băng giá ở trong Ninjago các bạn, của hãng non Lego ha. Đó thì cũng có nhân vật này thì phải, nếu mình nhớ không lầm nha các bạn. Nhưng mà đặc biệt ở trong cái hãng này làm minifinger phải gọi là chất lượng đỉnh cao luôn các bạn. Chỉ với 10k các bạn nhìn nè, những cái layer mà giữa cái phần nhựa mà màu solid nè các bạn, với những cái khối nhựa clear nè, nhìn rất là tách bạch luôn nha các bạn. Đây cho bạn coi này nha, nó là hai layer rõ rệt nhau luôn các bạn, không có phần nào mà dính chung phần nào ha. Cho nên nhìn bên ngoài nó giống như là một món đồ chơi Lego cao cấp các bạn. Và nhiều bạn sẽ nói là đây là Lego giả đồ này nọ chẳng hạn, Lego kém chất lượng này chẳng hạn. Nhưng mà các bạn phải hiểu là một điều, chỉ có 10k thôi các bạn. Còn hơn bạn mua một cái con này với giá từ 120 đến 150 cho một hàng chính hãng ha. Thì mấy bạn nghĩ thì cái số tiền bạn bỏ ra với chất lượng như thế này có xứng đáng không các bạn? Và đã tương vết cho chúng ta trong này sẽ có một biểu cảm gương mặt các bạn. Đó, các bạn coi những cái layer kỹ ngay phần giáp vai nè, trong suốt nè, tách bạch nè, rất là đẹp luôn các bạn. Không có gì để chê ở cái hãng này ha. Có lẽ những cái bạn fan của Ninjago sẽ rất là thích đây. Mystery Box thứ 8 của ngày hôm nay, một bất ngờ thứ 8 chăng. Cái này thì cũng rất là dày luôn các bạn. Không hiểu tại sao hôm nay là mình lại mua được nhiều gói nó dày đến như vậy. 1, 2, 3. Cái này cái gì đây ta? Iron Man hả ta? Không, đây là một cái nắm đấm các bạn ơi. Ở chiếc gói thứ 8 này chúng ta lại có một bất ngờ các bạn. Đây không phải là một nhân vật mini figure, mà đây là một cái găng tay vô cực đã đính lên đầy đủ 6 viên đá luôn các bạn. Và những cái viên đá vô cực ở trong phiên bản đồ chơi Lego của chúng ta rất là dễ kiếm, cho nên nhà sản xuất cho hẳn ra một bộ để sơ cua luôn đó các bạn. Ngoài những cái đang đính trên tay thì chúng ta còn 6 viên để đánh kèm ha, khi mà lỡ là mất các bạn. Ok, cho bạn xem kỹ là 360 độ của găng tay nè. Và phần này chúng ta có thể quay được nha. Ước gì có một cái tính năng tương tác có thể làm một cái phần gì đó cho cái găng tay các bạn, co ra gặp vào thì hay biết mấy ha. Nhưng mà ok, với mức giá 10k chúng ta không thể nào đòi hỏi mà hơn ở cái tầm này các bạn. Sub vào bộ sưu tập lần này vẫn thiếu những cái nhân vật đến từ Marvel để chúng ta xếp cạnh cái găng tay vô cực các bạn. Và chúng ta tiếp theo đến cái chiếc gói số 9 nha. Các bạn dự đoán trong đây là gì đây? 1, 2, 3. Cái chiếc áo choàng này hình như bị trùng rồi các bạn. Đây là một nhân vật trong Naruto, nhưng mà cái này quen quá. Những cái phần trước thì mình đã chuyển đi giveaway rồi, không có cái để so sánh ha. Đây là nhân vật Kakuzu ở trong Naruto nha các bạn. Các bạn xác nhận giùm mình coi, đây có phải không các bạn? Cái chiếc áo này thì hơi khó mặc một chút xíu, không biết có bị lỗi không nữa, hay là mình không biết cách mặc ta. Ok, và đây rất là dựa vào bám sát theo nhân vật Kakuzu đúng không các bạn? Vũ khí nè, và Edward nè, những chiếc nón nè, chiếc áo nè. Đó, về chất lượng những cái bản in không thể nào mà chê được ở nhân vật ở trong manga này các bạn. Ok, lại là một nhân vật ở trong Naruto nữa rồi. Nếu như hai lần trước là mình không giữ quay những cái phần quà đó thì có bây giờ mình đã có để sưu tập cho các bạn ha. Giống như để so sánh các bạn xem được cái sự đồng bộ giữa những em mini finger các bạn. Ok, chiếc gói tiếp theo nào. Mong các bạn cho mình một like để mình không bị trùng nha. Bị trùng là buồn lắm các bạn. 1, 2, 3. Nhân vật này xanh lè xanh lét đây. Có mấy chiếc xúc tu nữa bạn, người nhện trắng. Đây là một nữ thần chết chóc của giải Agas các bạn, được lấy tên từ tiếng Anh là Hela ha, một nhân vật hư cấu trong truyện Marvel Comics phát triển. Và đây là một trong những kẻ thù thường xuyên của Thor luôn các bạn.
Chúng ta thấy nè, những cái xúc tu nè làm rất là giống như trong phim luôn các bạn. Không ngờ một cái hãng 10K lại làm lại chính xác như thế này. Và đặc biệt Hela của chúng ta có đến một cái phụ kiện nữa, đó là một cái mái tóc như thế này. Và chúng ta có thể dễ dàng thay thế cái phần này nè các bạn. Đây, tháo phần mái tóc này ra. Đây, cho các bạn xem kỹ biểu cảm gương mặt của Hela nha các bạn. Và sau khi đội nón này vào, wow, trông cũng rất nữ tính và rất đẹp luôn các bạn. Cặp mắt thì hơi hung dữ thôi, nhưng mà ok, những gì mà hãng mà Lego này làm ra thì không có gì để chê các bạn. Nhưng mà mình thích Hela đội cái chiếc nón mà râu ria xúc tua này hơn. Nhìn nó giống như một nữ thần chết chóc thật thụ vậy các bạn. Cho các bạn coi lại 360 độ nha. Rất là đẹp, rất là chi tiết luôn các bạn. Và mặc định sẽ được đứng kế găng tay vô cực và ngói găng tay vô cực một tí xíu đi nào. Gói tiếp theo của ngày hôm nay chỉ có thứ mấy rồi, không nhớ nữa. Nhưng mà mong là một nhân vật không trùng nào. Wow, dĩ nhiên là không trùng nữa các bạn. Hình như đây là tiếp tục lại là Batman nữa các bạn ơi. Đây là nhân vật Red Skull, kẻ thù của Captain America. Tức là tiếc khi nhân vật đó mình không có ở đây cho hai kẻ thù chạm mặt nhau đó các bạn. Đây là kẻ thù truyền kiếp luôn nha. Và trong cái phiên bản đồ chơi Lego này, chúng ta sẽ có không phải là một cái chân bình thường, đó là một cái làn khói mờ ảo của Red Skull nha. Sọ đỏ các bạn. Đây, chiếc áo tràng đằng sau, rách rưới, làm rất là giống trong phim luôn các bạn. Những chi tiết bản in cho bạn xem kỹ biểu cảm gương mặt nè. Đỏ lè luôn ha. Ok, một nhân vật phản diện đó các bạn. Hôm nay nhân vật phản diện xuất hiện hơi bị nhiều nha. Ngoài Hela thì bây giờ có Red Skull nữa các bạn. Số 12 rồi các bạn, gần hết rồi nha. Và đây, mong là một nhân vật lạ nào. 1, 2, 3. Đây là nhân vật gì đây? Chắc có lẽ đây là một nhân vật thuộc chủ đề City các bạn ơi. Và đây chúng ta sẽ có một nhân vật không phải là City, cũng không phải là một cái manga. Đó là một nhân vật đến từ thế giới Pokemon các bạn. Satoshi, bên cạnh cái một figure nho nhỏ của Charmander ha. Đây là một cái dạng basic của Charizard, một cái con Pokemon mình rất muốn có trong cái chủ đề Pokemon TCG mà mình hay mở trên kênh Toy Channel các bạn. Đây các bạn nhìn đây, cái chiếc nón rất là quen thuộc của Satoshi. Các bạn nào là fan cứng của dòng Pokemon hãy comment phía dưới cho mình biết có phải đây là Satoshi không các bạn. Mình không dám khẳng định 100% ha, nhưng mà chắc chắn đây là một cái figure mô phỏng lại của Charmander đó các bạn. Ok, một bất ngờ nữa, không ngờ là Pokemon cũng đã xuất hiện trong Mini World của chúng ta ha. Gọi số 13 nữa các bạn ơi. Đây là nhân vật gì đây? Bạn dự đoán là nhân vật của cái nào các bạn? 1, 2, 3. Chiếc nón này hình như là một nhân vật Marvel rất là quen thuộc, các bạn đoán ra được rồi đúng không các bạn? Nhân vật Loki của chúng ta được làm đẹp quá các bạn ơi. Các bạn coi chiếc nón nè, được mạ vàng ha. Đây không phải hiệu ứng Metallic nữa mà nó được mạ một lớp gold luôn các bạn. Giống như cái phiên bản đặc biệt của những cái Gundam á, được mạ lớp gold này các bạn. Quá là đẹp luôn mà ơi, không biết đây có phải là nhân vật ở trong phiên bản đặc biệt không nữa. Cái nhân vật mà Master Dragon lúc nãy các bạn, nếu mà lúc nãy mình nói đó, được mạ cái lớp vàng này thì trong cái nhân vật của chúng ta cao cấp hơn rất là nhiều luôn á. Nhưng mà đáng tiếc thì nó chỉ là nhựa bình thường thôi. Còn Loki chúng ta đó các bạn, các bạn nhìn nè, nhân vật được làm rất là chi tiết sắc sảo luôn. Kể cả phần áo giáp này không phải là được làm bằng giáp mềm như chúng ta thấy lúc nãy ha, mà nó được đúc hoàn toàn từ một khối nhựa luôn các bạn. Và nhân vật Loki chúng ta sẽ có hai biểu cảm gương mặt nha. Một biểu cảm gương mặt cười vui vẻ là một biểu cảm gương mặt đây là câu có khó chịu các bạn. Và không thể nào thiếu chiếc nón của Loki ở đây. Đó, biểu cảm gương mặt nào cũng rất là ngầu nha. Rất là thích chiếc giáp này luôn các bạn. Nó cứng các bạn, nó không phải là lớp vải mềm. Nhưng mà đặc biệt ở trong con này có thêm lớp vải này nữa các bạn, mình không biết gắn ở đâu ha. Cho nên mình tạm thời ok kệ để qua một bên. Như vậy thì cũng rất là đầy đủ, rất là đẹp các bạn. Ok, cuối rồi nè. 1, 2, 3. Cái nhân vật này quen quá ta. Hình như ở nhà mình mấy đứa cháu hay coi phim hoạt hình này nè các bạn. Và chính xác nè các bạn, đây là Bonnie, một trong bốn nhân vật phản diện trong Five Nights at Freddy's các bạn. Là một trò chơi kinh dị ha. Mục đích của người chơi trong trò chơi đó là tìm cách sống qua đêm tại Freddy's Fazbear Pizza các bạn, trong khi tránh bị bắt và bị giết bởi cái animatronic. Đó là bốn cái nhân vật này nè các bạn. Ban ngày thì đó là một cái chiêu thỏ rất là dễ thương, phục vụ cho các bạn nhỏ ha. Thấy mình xem ở trên YouTube một số đoạn là vậy các bạn. Còn mà chi tiết sâu hơn và cần những cái bạn nào am hiểu về cái dòng này, comment phía dưới video cho mình biết nha. Nhưng mà đây, không ngờ một cái chiêu thỏ trong một cái game kinh dị là được xuất hiện ở trong cái thế giới Mini World đó các bạn. Và chúng ta đến chiếc gói 15, chiếc gói cuối cùng của ngày hôm nay. Rất là may hôm nay thì chúng ta không có nhân vật trùng nhau nha các bạn. 1, 2, 3. Đen thui, lại là Batman chăng? Nói chung là nhân vật nào màu đen thì mình cũng nghĩ là Batman đó các bạn. Còn bây giờ thực hư ra sao thì cần mình phải lắp ráp nè. Và đây không phải là một siêu anh hùng trong vũ trụ DC hay Marvel, cũng không phải là một nhân vật trong anime hay manga, mà đây là một nhân vật bước ra từ thế giới game các bạn.
Đây là nhân vật Reaper ở trong Overwatch. Những bạn nào mà chơi game này có thể nghe biết, còn hoặc là không biết thì các bạn có thể gõ trên mạng từ Reaper Overwatch và sẽ ra nhân vật này các bạn. Cái game này thì lần trước mình cũng đã chơi rất là ít ha. Mình không phải là fan của những tựa game FPS, nhưng mà nhân vật này đẹp quá các bạn ơi. Đây là một trong hai nhân vật mình cảm thấy đẹp nhất ở trong ngày hôm nay. Đó là ý kiến cá nhân thôi, còn bạn thích cái nhân vật nào, bạn xem kỹ lại hai nhân vật mang phong cách của sát thủ của bạn. Và các bạn thích cái nhân vật nào trong 15 nhân vật ngày hôm nay, hãy comment phía dưới video. Và đừng quên kèm theo ba con số bạn cảm thấy may mắn nhất đó các bạn. Và cái giveaway này mình sẽ kéo dài đến khi nào mà kết quả xổ số thành phố Hồ Chí Minh sổ lại ha bạn ha. Thì mình sẽ lấy kết quả đó để công bố cái giveaway nha bạn. Và cái giveaway này kéo dài hơi bị dài luôn á, khoảng 2 tuần nha bạn. Đây, điểm danh lại 15 nhân vật mà chúng ta có được trong ngày hôm nay nè các bạn. Toàn là những nhân vật lạ và toàn là những nhân vật đẹp không nha các bạn. Chúng ta đã đi đến với 15 bất ngờ của ngày hôm nay các bạn. Các bạn hãy nhanh tay comment phía dưới video để tham gia giveaway nha. Vì cái giveaway này chỉ dành cho những bạn đã đăng ký kênh Toy Channel đó các bạn. Và cái thời gian của giveaway này kéo dài rất là dài luôn nha. Sẽ tăng cơ hội cho các bạn kêu gọi bạn bè cùng nhau tham gia giveaway để lấy về những phần quà này nha các bạn. Và đặc biệt 15 cái nhân vật mini finger này mình chỉ giveaway cho một bạn duy nhất thôi nha. May mắn nhất sẽ có được 15 nhân vật. Mình sẽ gửi về tận nhà bạn theo đường bưu điện hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Có nhiều bạn comment phía dưới video hỏi mình là những nhân vật này bán ở đâu, thì thật sự là trên Shopee là không còn đó các bạn. Những nhân vật này mình mua gần nhà ha. Mình không có mục đích quảng cáo cho những cái shop nào trên Shopee các bạn, cho nên mình không thể nào mà để link ha. Các bạn có thể mà tự tìm hiểu cái shop nào mà bán rẻ, bán cái đúng cái mã số mình review, các bạn có thể mua thôi. Bạn nào chưa đăng ký kênh hãy cho mình nút đăng ký kênh để mình có được cột mốc 100.000 subscriber nha các bạn. Cho nên các bạn hẹn gặp lại các bạn trong những cái set Lego thú vị hơn lần sau. Bye bye.